sáng nay ngày 5 tháng 4 năm 2024, shop Hermi xin giới thiệu mẫu Missile Hurricane, khung sườn nhôm phủ carbon ghi đông vô tăng carbon, cốp yên nhôm, bánh trước, bánh sau, bánh nhôm. Màu sắc xe là màu xanh đen, size này size 46, hiện tại còn một chiếc một duy nhất Missile Hurricane. Con này vài bữa mới về lại nha bạn nha. Giá xe là 22.500.000. Bán hàng là phải đọc rõ giá, bán hàng là đọc rõ mã sản phẩm, bán hàng là đọc rõ địa chỉ 184/8 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Missile Hurricane, ghi đông bô tăng carbon, khung sườn nhôm phủ carbon, tay đề lắc Shimano 105R7120, matte in da băng, 2 đĩa 12 lít. Missile Hurricane, ghi đông carbon, phủ carbon, khung sườn nhôm phủ carbon, tay đề lắc 105R7120, 2 đĩa 12 lít. Missile là hàng thương hiệu của Ý nha các bạn nha, thương hiệu của Ý. Missile Hurricane là dòng xe có trọng lượng tuy nhôm nha các bạn nha, nhưng nhẹ hơn carbon của Java, nhẹ hơn carbon của Jupiter nha các bạn nha. Nhôm mà nhẹ hơn hai con đó luôn. Java và Jupiter lụm bỏ túi cái một nha các bạn nha. Missile Hurricane, khung sườn nhôm phủ carbon, dây âm sườn ghi đông bô tăng cốt yên, ghi đông bô tăng carbon cốt yên nhôm. Màu sắc xe là màu xanh, mã sản phẩm là Hurricane. Nền nhôm, đùm nhôm, bánh trước sử dụng bạc đạn, dùng chục bút, mặt đĩa 6 ốc, heo dầu Shimano 105R7170, matte in da băng. Nền nhôm vỏ Kenda, size vỏ xe được trang bị size vỏ 700x28, giúp cho chúng ta đi được nhiều cung đường tại Việt Nam hơn. Cùi đề đĩa xe được trang bị cùi đề đĩa Shimano 105R7000, matte in da băng, hàng sản xuất tại Nhật, matte in da băng. Giò dĩa Shimano 105R7170, matte in da băng. Sơn Shimano 12, matte in da băng. Líp thả 12 tầng Shimano da băng. Cùi đề líp Shimano 105R7170, matte in da băng. Xe được trang bị tổng cấu hình là 2 đĩa và 12 tầng líp. Líp nhỏ nhất là 11, lớn nhất là 32, 36, 11, 36 nha các bạn nha. Líp nhỏ nhất 11, lớn nhất là 36 răng. Made in da băng, 12 tầng líp, vỏ Canada, size vỏ 700x28, đùm bạc đạn, cối nổ, van vòi hạt gạo, niền nhôm, kết treo, đùm nhôm, kết treo, bạc đạn, cối nổ. Chất liệu nhôm 6061, chuẩn nhôm aluminum alloy. Dòng nhôm siêu nhẹ và được mệnh danh nhẹ hơn những dòng carbon giá rẻ, phân khúc bình dân. Missile Hurricane là một trong những thương hiệu tứ trụ tại China. Một trong bốn thương hiệu nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc. Missile Hurricane, khung nhôm và phụ carbon, ghi đông carbon, cốt yên nhôm. Hãng Missile tuy là đã có mặt rất lâu nhưng chất lượng được khách hàng đánh giá là cực kỳ tốt và cực kỳ tuyệt vời. Đặc biệt những con sườn nhôm là có trọng lượng cực kỳ nhẹ và tương đối là nhẹ hơn carbon phân khúc giá rẻ, đại loại như hai nền tảng Jupiter và Java. Ghi đông carbon, cách treo, phụ carbon, sườn nhôm, niền nhôm, vỏ Canada, đùm bạc đạn, cối nổ, 2 đĩa và 12 líp, dây âm sườn toàn bộ, size xe là size 46, size Missile 46. Để em lấy thước em đo cho các anh chị xem,
Thanh ơi lấy thước ra đo Thanh ơi. Đây, size của Mitchell 46. Là tới cái này là 46 nha các bạn nha. Hãng Mitchell là tính từ đây là 46. Rồi Thanh đo nghe. Tim với tim. Thước nó đứt luôn rồi. Tim con này là 53.5. 53.5. Mitchell Hurricane đứng 46 ngang 53.5. Nha các bạn nha. Khung sườn nhôm phục carbon, ghi đông carbon, cốt yên nhôm. Màu sắc xe là màu xanh. Nền nhôm cách treo. Vỏ Canada, xe vỏ 700x28. Heo dầu Shimano 105R7170. Heo dầu Shimano 105R7170. Da bằng. Mặt đĩa 160 6 ốc. Đùm nhôm cách treo. Cối nổ căm ròn, căm tròn, đùm nhôm cách treo, cối nổ căm tròn, hai đĩa và 12 tầng lip. Mitchell Hurricane. Địa chỉ mua hàng 184/8 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng 0937009995, 0984649676. Tên xe, thương hiệu xe Mitchell Hurricane. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 22.500.000 bao ship nha bạn nha. 22.500.000 bao ship. Chào bạn, chúc các bạn một buổi sáng thật sự vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình nhỏ.